Xin chào tất cả các em học sinh khối 7, trường trung học cơ sở Trung An, quận 11. Hôm nay, thầy sẽ giới thiệu cho các em chủ đề dòng điện, sơ đồ mạch điện trong chương 3 điện học. Thì trước khi vào chủ đề, thầy sẽ giới thiệu cho các em về nội dung. Nội dung gồm thứ nhất về dòng điện, thứ hai chất dẫn điện, chất cách điện, thứ ba là sơ đồ mạch điện, và thứ tư là vận dụng. Chúng ta sẽ đi vào phần một la mã dòng điện. Thì như các em đã biết là điện thì nó sẽ rất có ích trong đời sống của chúng ta, đúng không nào? Nó sẽ rất thuận lợi. Các thiết bị điện như quạt điện, tivi, điện thoại, đồng hồ chỉ hoạt động khi có dòng điện chảy qua. Vậy câu hỏi đặt ra là dòng điện là gì nào? Thầy sẽ có kết luận về dòng điện. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. Để cung cấp được dòng điện cho chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ phải có nguồn điện. Như một số nguồn điện thông thường trong đời sống chúng ta là ắc quy, pin tiểu, pin vuông, pin đài và pin cúc áo. Vậy nguồn điện là có khả năng cung cấp dòng điện để các dụng cụ điện hoạt động. Các nguồn điện này chúng ta thường thấy trong đời sống, chúng ta thường gặp. Vậy nguồn điện có đặc điểm gì nào? Nguồn điện sẽ có hai cực là cực âm và cực dương. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần 2 la mã chất dẫn điện và chất cách điện. Thì như chúng em đã biết, dòng điện ở gia đình chúng ta nếu chạy trực tiếp qua cơ thể con người, nó sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Vì vậy, tất cả dụng cụ và thiết bị dùng điện như là công tắc, phích cắm điện, ổ điện, người ta phải sản xuất như thế nào để đảm bảo an toàn cho người sử dụng? Thì các dụng cụ này nó sẽ gồm các bộ phận dẫn điện và bộ phận cách điện. Vậy vật dẫn điện là gì? Vật cách điện là gì? Thầy sẽ có vật dẫn điện là, hay được gọi là chất dẫn điện, là chất cho dòng điện đi qua. Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Một cái là cho dòng điện đi qua, một cái là không cho dòng điện đi qua. Để hiểu rõ hơn về chất dẫn điện, chất cách điện, thầy có hình ảnh như sau. Hình ảnh là hai bóng đèn, một bóng đèn dạng đuôi xoáy và một bóng đèn dạng đuôi cài và phích cắm điện. Thì trong các thiết bị này nó sẽ có một số bộ phận như là dây tóc, dây trục, trụ thủy tinh đen, hai đầu dây đèn, vỏ dây, vỏ nhựa phích cắm, hai chốt cắm và lõi dây. Các em hãy quan sát và sắp xếp các bộ phận này vào trong bộ phận dẫn điện và bộ phận cách điện. Ví dụ như dây tóc là dẫn điện hay cách điện nào? Dây tóc là dẫn điện. Tới dây trục là dẫn điện, trụ thủy tinh là cách điện, thủy tinh đen là cách điện, hai đầu dây đèn là dẫn điện, vỏ dây là cách điện, vỏ nhựa phích cắm là cách điện, hai chốt cắm là dẫn điện, và cuối cùng lõi dây là dẫn điện. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ, dòng điện trong kim loại. Thì kim loại là vật dẫn điện hay vật cách điện nào? Kim loại là vật dẫn điện. Chúng ta sẽ tìm hiểu các electron tự do trong kim loại. Ở đây là mô hình đơn giản của các electron trong kim loại. Thì các em quan sát, ở trong kim loại này chúng ta sẽ có các electron và có các điện tích âm và điện tích dương. Chúng ta học sơ lược cấu tạo nguyên tử rồi. Thì ở trong kim loại, các electron này có thể bích ra khỏi nguyên tử, nó bích ra khỏi nguyên tử và chuyển động
xung quanh các nguyên tử này. Thì các nhà khoa học đã phát hiện rằng trong kim loại có các electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại. Chúng được gọi là các electron tự do. Đây là các electron tự do. Và phần còn lại của nguyên tử nó sẽ dao động xung quanh những vị trí cố định. Thì kim loại là vật chất đặc biệt, nó có các electron tự do. Thì electron tự do là nó có khả năng bứt ra khỏi các nguyên tử. Để hiểu rõ hơn về các electron tự do trong kim loại, thầy sẽ có hình vẽ phóng to dây dẫn kim loại nối với bóng đèn với hai cực của pin và một số electron tự do trong dây dẫn. Đây là các electron tự do trong kim loại. Thì câu hỏi đặt ra, các electron tự do bị cực nào của pin đẩy, bị cực nào của pin hút? Thì để trả lời được câu hỏi này, các em phải nhớ lại kiến thức của bài hôm trước là hai loại điện tích. Điện tích cùng loại thì như thế nào, điện tích khác loại thì như thế nào? Bài hôm trước chúng ta học hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm. Điện tích cùng loại sẽ đẩy nhau, điện tích khác loại nó sẽ hút nhau. Vậy nó sẽ các electron tự do nó sẽ bị cực âm đẩy và cực dương hút. Nó sẽ có chiều từ âm sang dương. Và ý thứ hai, các electron tự do trong kim loại dịch chuyển có hướng tạo thành dòng điện chảy qua nó. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ba la mã sơ đồ mạch điện. Thì thứ nhất, sơ đồ mạch điện là gì? Chúng ta đã biết một số sơ đồ như là sơ đồ lớp học nè, để chúng ta biết được vị trí ngồi của các em như thế nào. Sơ đồ của các phòng học của trong trường học, chúng ta biết lớp chúng ta nằm vị trí nào. Thì sơ đồ mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các ký hiệu của các bộ phận mạch điện. Thì từ bản vẽ sơ đồ mạch điện, chúng ta có thể lắp ráp thành một mạch điện hoàn chỉnh. Và từ một mạch điện, chúng ta có thể vẽ được một sơ đồ mạch điện. Thì để vẽ được sơ đồ mạch điện, các em phải nhớ được các ký hiệu của các bộ phận mạch điện. Thì thầy sẽ có một nguồn điện, một pin ắc quy, thì là ký hiệu như sau. Nó sẽ có cực âm và cực dương. Thứ hai là chúng ta sẽ có hai nguồn điện mắc nối tiếp. Ở đây là một nguồn điện, đây là hai nguồn điện mắc nối tiếp, nó sẽ ký hiệu như sau. Tiếp theo ta sẽ có hiệu một bóng đèn và dây dẫn để nối các thiết bị điện. Chúng ta sẽ có ký hiệu của công tắc đóng là khi công tắc đóng thì mạch kín, bóng đèn được phát sáng, và công tắc mở là mạch hở, bóng đèn nó sẽ không sáng, sẽ có không có dòng điện chạy qua. Đây là bảng tổng hợp của các ký hiệu của các bộ phận điện, ví dụ như là nguồn điện, hai nguồn điện mắc nối tiếp, bóng đèn, dây dẫn, công tắc đóng, công tắc mở. Các em phải nhớ được các ký hiệu này để có thể vẽ được sơ đồ mạch điện. Thì từ sơ đồ mạch điện, các nhà giác học đã quy ước được chiều dòng điện. Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện. Đây là chiều chuyển động của dòng điện. Nó sẽ từ cực dương này, qua dây dẫn này, qua các thiết bị điện này, và tới cực âm của nguồn điện. Các em nhớ rằng khi có chiều dòng điện thì khi đó khóa K nó phải đóng mạch kín mới xảy ra chiều dòng điện, thì nó mới đi qua dây dẫn và qua các thiết bị điện được. Và có một lưu ý nhỏ dành cho các em. Thứ nhất là dòng điện cung cấp bởi pin hay ắc quy có chiều không đổi là điện một chiều. Còn dòng điện chạy trong mạch gia đình chúng ta sử dụng là có chiều luôn thay đổi, là dòng điện xoay chiều, lúc âm lúc dương. Còn một chiều là có chiều không đổi. Cuối cùng chúng ta sang phần 4 la mã vận dụng. Câu hỏi thứ nhất, các em hãy so sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng
của các electron tự do trong dây dẫn kim loại. Thì chúng ta mới học xong chiều quy ước của dòng điện và chiều dịch chuyển co hướng của các electron tự do trong kim loại. Thì chiều dịch chuyển co hướng của các electron tự do trong kim loại nó sẽ bị cực âm đẩy, cực dương hút, có nghĩa là chiều từ âm sang dương. Và chiều quy ước của dòng điện là từ cực dương qua dây dẫn và qua các thiết bị điện và tới cực âm của nguồn điện. Thì chúng ta sẽ có hai chiều này nó sẽ ngược nhau. Một cái là từ âm sang dương, một cái là dương sang âm. Câu hỏi thứ hai, các em hãy vẽ sơ đồ mạch điện và dùng mũi tên ký hiệu chiều dòng điện khi công tắc đóng. Thì để vẽ sơ điện, sơ đồ mạch điện, các em phải nhớ được các ký hiệu. Thứ nhất là nguồn điện, đây là hai nguồn điện mắc nối tiếp, công tắc ở trạng thái đóng, bóng đèn và bóng đèn này đang phát sáng. Sau khi vẽ xem, các em hãy dùng mũi tên ký hiệu chiều dòng điện. Đây là sơ đồ của thầy. Đây chúng ta có ký hiệu của hai nguồn điện mắc nối tiếp này, công tắc đóng này, bóng đèn này, và chiều từ cực dương qua dây dẫn, qua các thiết bị điện và tới cực âm của nguồn điện. Câu hỏi số 3 là câu hỏi mà các em phải trang bị trong cuộc sống của chúng ta. Bị điện giật phải sơ cứu như thế nào mới đúng? Thì chúng ta biết được là dòng điện mà chạy qua cơ thể con người chúng ta rất nguy hiểm, có thể gây ra ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe con người. Thì để sơ cứu khi bị điện giật thì bước đầu tiên chúng ta phải ngắt cầu giao điện và gọi người hỗ trợ. Bước thứ hai, chúng ta phải dùng các vật cách điện như cây gậy khô, que nhựa đưa dây điện ra khỏi người bị điện giật. Và chúng ta phải sơ cứu thực hành hô hấp nhân tạo nếu người bị điện giật có chuyển biến xấu, và chúng ta sẽ liên hệ với trung tâm y tế gần nhất để được hỗ trợ. Thầy và các em vừa đi qua chuyên đề dòng điện, sơ đồ mạch điện, thì thầy sẽ tổng kết lại một số nội dung bài học như sau. Thứ nhất, dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. Mỗi nguồn điện đều có hai cực, cực âm và cực dương. Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện. Các em phải nhớ được một số ý của bài học này. Thầy sẽ giới thiệu cho các em một số chất dẫn điện và chất cách điện. Thì từ đây chúng ta biết được là một số chất dẫn điện như là nước bình thường, nước sinh hoạt của chúng ta, than trì, thủy ngân, sắt, đồng, nhôm, bạc. Thì nhìn vào đây chúng ta có biết được bạc là chất dẫn điện tốt nhất. Và mũi tên ở xuống dưới này là chất cách điện ở điều kiện bình thường, như là nước nguyên chất. Nước nguyên chất khác với nước bình thường nha. Không khí, gỗ khô, nhựa cao su, thủy tinh, sứ. Thì từ đây chúng ta biết được sứ là chất cách điện tốt nhất. Chất dẫn điện tốt nhất là bạc. Thì bài học hôm nay kết thúc tại đây. Các em có thể tạm dừng video lại để xem lại một số phần mà các em chưa hiểu rõ hơn. Chúc các em nhiều sức khỏe, học tập tốt. Xin chào các em. Hẹn lại gặp các em vào ngày hôm sau.